Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với NBA Việt Nam Official để chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi cặp trận đấu đầu tiên của ngày thứ hôm nay, cuộc đụng độ giữa W và BOG. Tỷ số này là 1-0 dành cho các thành viên của BOG khi họ đã trải qua 49 phút thi đấu khá là dài và căng thẳng. Và cái phần trả lời trước trận đấu đến từ Victor Crip thì người ta nói rằng cái chìa khóa đã chiến thắng trên phía của W chính là những cái tình huống giao tranh ở khu vực trên và khu vực dưới. Ta nghĩ rằng là cặp đôi phía bên kia là những người chơi thiếu kinh nghiệm, những người chơi trẻ và cho nên có thể dùng chiến thắng ở khu vực đường dưới, nhưng các bạn đấu vừa rồi bạn thấy rất là rõ ràng cặp đấu đường dưới của bên phía BOG họ không làm việc được quá nhiều ở khu vực đường dưới cả. Cái đang đầu thì có thể gọi là farm hơn từ Rocco, nhưng đến cái ngưỡng sát thương của anh ta nó không phải là quá ấn tượng. Việc chọn cho mình đó cái lượng trang bị như thế thì cũng là những cái ván đấu mà bên phía của Rocco sẽ cần phải xem lại khá là nhiều. Trong khi đó thì Fofo, một ván đấu mà giai đoạn giữa ván đấu thì nó anh ta làm rất là tốt với con lập lăng như thế này, anh ta chính là cái người giữ là cái nguồn sát thương lớn dành cho bên phía BOG. Và rất là nhiều pha quan trọng đã dứt điểm được đối phương, giúp cho bên phía BOG có được cái gỡ gạc và điểm hòa gục. Chứ nếu không thì khả năng WWE đã có thắng lợi rồi. Nhưng mà BOG đang có một cái điểm yếu khá là nặng nha. Điểm yếu này là điểm yếu rất là dễ bị khai thác ở trong giai đoạn sau của mùa giải, đó là giao tranh khá là kém. Trong xuyên suốt cái thế trận thì chúng ta thấy rất rõ ràng những pha đánh đến từ BOG lúc nào họ cũng bị thiếu đi một cái gì đó. Một sự kết hợp là một trong những điểm mà có lẽ như các thành viên BOG họ sẽ cần phải chấn chỉnh rất nhiều ở một khoảng thời gian khá là dài, khi mà đây vẫn đang là mùa giải mà rất nhiều người cạnh tranh với họ. Thậm chí chúng ta không được xem highlight của lập lần nữa. ha. Thông thường sẽ chiếu MVP xong nó sẽ hiện một vài highlight của một tình huống vừa rồi của một ván đấu. Nhưng chúng ta cũng không xem được cái ván đấu mà lập lần có những tình huống gọi là biến ảo, như kiểu biến ảnh lên sau đó dùng ớt ý một hoặc hai lần khi đối phương bị hạ gục. Không có một pha nào như vậy cả. Tôi rất thích cái lập lăng của Fofo, nghĩa là anh ta vẫn gây được áp lực. Nhưng đúng thật mà nói thì xuyên suốt của ván đấu vừa rồi anh ta gần như bị kìm cặp hoàn toàn bởi Sang. Giai đoạn đầu thì anh ta thoát được cái khả năng kèm người của Sang, nhưng đến một tình huống then chốt thì anh ta bị Sang hạ gục, sau đó anh ta bị mất luôn cái điểm. Nhưng giai đoạn sau thì về cơ bản còn sức mạnh lập lăng vẫn có mà thôi. BOG lần này bên phía đội 1, trong khi đó W họ chọn cho mình bên phía đội 2, họ cắm đi Jerry và Kathleen. Trong khi đó thì BOG cắm đi Twisted Fate và Ryan. Nhưng lực cắm khá hợp lý dành cho BOG khi Sang ở khu vực đường giữa đang là một trong những người mà đang có một phong độ nhất. Ui, nhắm cả ba đường giữa. Tức là BOG vẫn có thể suy nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ lấy con lập lăng trong ván này được. Họ có thể suy nghĩ tới chuyện đó. Một con lập lăng đã mang lại cho Fo một cái MVP cực kỳ xứng đáng của anh chàng này trong ván thi đấu đầu tiên thì không cắm luôn. Có... cắm luôn rồi. Thì cắm Lý Sinh ra để bích lập lăng chứ con Lý Sinh ra đâu thì phải sẽ... là con tướng bầu biết đâu. Cho nên cắm Lý Sinh ra thì bên này cắm lập lăng, chúng tôi đơn giản như thế thôi. Jerry cũng bị cấm cho nên sẽ không có nhiều vào pick lắm. Nhưng sẽ là một cuộc tái đấu giữa Lee Sin và Hakarim hay chăng, khi cả hai con tướng này đang lộ diện ở trên những sự lựa chọn đó từ cả hai đội. Và cặp đấu này cũng khá là lạ khi một vị tướng đang thuộc dạng gọi là top pick tại FPL đó chính là con Quen. Nhưng cặp đấu này người ta thấy không được ưu tiên lựa chọn. Khi con Quen bạn thấy rằng được thả ra hoàn toàn, không chọn dây, không cắm dây, cũng không chọn Quen khởi đầu như thế này. Nhưng chắc có lẽ là BOG họ muốn có Hakarim, thật ra là khả năng tấn công tốt từ con Hakarim thêm cái là cái khả năng dọn rừng tốt. Nó giúp cho Hakarim là một vị tướng bổ sung rất là tốt vào đội hình. Nếu như bạn muốn xoay quanh đội hình kiểu là đường trên hay đường dưới đều được. Còn bây giờ thì đối phương chọn Aphelios và con Rakan. Thì Nautilus và thêm cái đó là con Zin là một sự chọn tôi nghĩ là dễ hiểu dành cho phía BOG mà thôi. Zin được khóa dành cho các thành viên của BOG và tiếp tục rơi vào tay của Doggo. Và liệu xem là hỗ trợ ở trong ván thi đấu này sẽ là con tướng nào đây. Chúng ta còn Nautilus, chúng ta vẫn còn Dress, vẫn còn rất nhiều vị tướng ở tuyến đằng sau. Có thêm một con Tamken để có thể suy nghĩ đến từ BOG nữa. Đối thủ đã ưu tiên cho cặp đôi xạ thủ, tôi nghĩ là BOG cũng sẽ không ngại để chọn thêm một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đâu. Họ không có vấn đề gì phải vội cả. Điều đầu tiên họ cần phải ưu tiên đó chính là đảm bảo được giai đoạn đi đường đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ lúc nào cũng sẽ có được một cái thế thuận lợi nhất định. Như BOG, tức là họ nhìn vào, họ thấy trong phase 2 cắm được có hai con, vẫn còn lòi ra con thứ ba, cho nên họ muốn một đường khỏe và họ quyết định là nhắm thẳng vào lên nửa cánh trên với việc sẽ có Akali trong ván này. Akali đã được hai đường, khu vực đường giữa cũng được, khu vực đường trên cũng được, nó cũng phần đó ngăn chặn sự lựa chọn con Quen ở khu vực đường trên. Tại vì con Quen khu vực đường trên với nhiều tình huống mà thấy rằng khu vực đường trên bây giờ Akali đi kèo với là Quen khá là hiệu quả. Với khả năng tấn công, khả năng trong những tình huống mà bạn thấy rằng Snoop bạn gần như là vô hiệu hóa với lập con Akali như thế này. Sát thương của Akali, khả năng tiếp cận Akali cực kỳ hiệu quả. Và bây giờ thì BOG họ đang có một sự lựa chọn, lập sự lựa chọn mở. Đấy là một điều thật ra rất hiếm hoi tại meta này nha. Và rất ít thấy những sự lựa chọn gọi là xuất hiện được hai đường tại cái meta như thế này. Và WWE thì họ chọn cho mình đó là một con Virgo cho Baysang. Cũng dễ hiểu và thật ra đây là một vị tướng Baysang có thể gọi là dùng tốt trong khai đoạn những mùa giải trước. Mùa này thì tôi nghĩ cũng được, không vấn đề cả, thời gian thi đấu của người ta không phải là quá nhiều. Nhưng trở lại với đội hình có khả năng tiếp cận tốt với con Virgo, với con Rakan, sát thương tiếng ngoài từ Aphelios. Bây giờ chắc họ cần bổ sung khả năng đi đường tốt, khu vực trên và khu vực giữa đó mà thôi.
vẫn đang là những sự lựa chọn khá hợp lý để cấm đến từ các phía của Lui. Họ đang hạn chế đi khu vực cánh dưới, đang hạn chế đi những nguồn sức mạnh có thể khiến cho một Rakan rất là khó để có thể đánh được vào đội hình của đối thủ. Một cú móc đến từ Nathanos cũng sẽ có thể khiến cho một cái xuất hiện hoành tráng đó từ Rakan nó sẽ không thực hiện đúng nghĩa vụ của nó. Cho nên đây là câu chuyện cực kỳ dễ hiểu mà thôi. Liệu lúc này có muốn cấm thêm một con tướng này không đây? Bởi vì nếu như cấm thêm một con hỗ trợ nữa thì vẫn còn một con thứ ba đó cho bên phía của BLG họ chọn. Và cho dù chọn con gì chăng nữa thì đôi khi BLG họ chỉ muốn nhắm lên nửa cánh trên thôi. Họ đang muốn nhắm để cho được một Akali và đôi khi sẽ là thêm một con tướng nữa sẽ có thể giúp cho Fofo tạo được những điểm nhấn rất lớn và sẽ hỗ trợ phần đó sát thương, khiến cho Stay sẽ không thể nào có thể tỏa sáng được ở trong cái bán thi đấu này. Nhưng quan trọng sẽ là gì đây? BLG vẫn chưa lộ ra con tướng đó, còn trong Red Ly họ sẽ phải lộ ra đường giữa hoặc đường trên ngay từ giai đoạn khá là sớm rồi. Ván đó mà cấm 5 vị tướng khu vực giữa đến từ BLG rất là thú vị khi mà bạn thấy rằng Galio bị cấm, Orianna bị cấm. Thì có đặt ra sẽ là tướng được khu vực đường giữa nào dành cho Nick Fuho đây. Vì có Akali này vẫn có thể xuất hiện khu vực giữa hoặc khu vực đường trên được. Trong một cái kèo để chờ xem sẽ là kèo như thế nào dành cho phía của BLG. Và khi mà cấm quá nhiều tướng khu vực đường giữa như thế này thì cũng đúng đang mở ra một con tướng như là Vega để thể xuất hiện, tại vì kèo bây giờ không phải là quá khó. Còn WWE thì trước đó họ có hai hướng lựa chọn để thể cấm đi, chính là hoặc là Leona hoặc là Tamken. Tại vì thật ra khi bạn cấm đi Tamken á, bạn khiến cho đối phương không còn khả năng đào thoát và trốn chạy nữa. Tại vì với con Tamken giúp cho một vị tướng sở thủ của bạn có được cái khả năng câu kéo thêm thời gian, lớp giáp tạo ra từ Tamken cũng rất là hiệu quả. Trong khi đó nếu như Leona được chọn thì cái sức ép đến từ phía BLG sẽ nhiều hơn, nó sẽ khiến cho anh phía WWE sẽ phải cân nhắc để cho tình huống mà chơi an toàn và phòng ngự. Nhưng bây giờ thì đang chọn quen và cho thêm thời gian suy nghĩ đến từ phía của Trip. Leona hay Dress? Tôi thích Leona hơn. Tôi nghĩ trong cái tình huống như thế này, thật ra bây giờ bạn cần một tình huống có khả năng mở từ con Leona. Nhưng bây giờ họ chọn Dress thì bạn hãy nhìn đội hình của họ nha. Tướng cận chiến Akali là quen là Hecarim, hiệu ứng khống chế mang lại là không. Tức là bây giờ họ, tức là tôi nghĩ họ tự tin là họ muốn dựa trên con Dress này để tạo ra những pha bắt lẻ ngay từ sớm, để có thể tổ chức những pha đánh cực kỳ mạnh nhắm vào thẳng chủ lực của đối phương. Nó cũng có những cơ sở nhẹ, bởi vì Aphelios với lại Vega đều là những con tướng không có được cái mức độ cơ động và khả năng bay nhảy tốt. Cho nên bạn sẽ không đòi hỏi nhiều lắm về mặt chọn hướng. Một con Dress và một cái án tử nó có thể giải quyết được một vấn đề rồi. Đôi khi một cái lười hay sấy cũng sẽ giúp cho Dress có được những pha chủ động nhiều hơn. Và đặc biệt hơn, BOG nếu như họ cảm nhận ở nửa cánh trên họ đã chọn sớm con quen á, mà họ không chắc được là bên kia sẽ chọn con tướng gì, nó có thể là con tướng phủ đầu, thì họ có thể nhắm xuống cánh dưới. Và việc có được một Dress trong đội hình này sẽ giúp cho cánh dưới đó từ BOG sẽ dễ dàng chơi hơn nếu như có sự hiện diện đó từ quay quay. Và cái bẻ cong không gian phải đấu này rất là hiệu quả dành cho anh phía WWE. Tại vì bẻ cong không gian mà đặt ở phía trong đó, những con như thể Karim, như là Akali, như là Quen, nó rất là khó lòng để thoát ra phía ngoài. Những chiêu thức gọi là lướt dash như thế này rất là không thể nào mà tấn công được ở phía ngoài bẻ cong không gian được cả. Cho nên nếu như mà sử dụng bẻ cong không gian một cách hiệu quả và hợp lý thì đó sẽ là một cơ hội gọi là khép góc đối phương rất là tốt dành cho WWE. Đội hình của BOG thì hiệu ứng không chế của họ mang lại đối tượng những vị tướng của họ rất là hạn chế nha. Móc an tử từ Crash đóng hộp lửa hay xoáy đó bài thức với hỗ trợ không nói rồi. Nhưng với xạ thủ đó là cái lựu đạn bão hỏa một chiêu mà thôi. Akali không có hiệu ứng không chế. Một con Hecarim cho mình đó cú đạp ngược đối phương về thêm cái chiêu cuối, nhưng không phải lúc nào cũng có chiêu cuối từ Hecarim. Còn Quen chỉ có làm chậm từ xe chỉ luồng kim mà thôi. Thì đây là đội hình rất ít hiệu ứng không chế đến từ bên phía BOG. Về sát thương họ có, về độ cơ động họ có, khả năng câu kéo họ có. Những cái điều quan trọng chính là để mở đầu một pha tranh bạn luôn luôn cần hiệu ứng khống chế. Đúng là như vậy. Và đội hình này có W. Thật ra đội hình có W có một cái điểm nó khá là ấn tượng ở bản thân của tôi. Tức là nếu như họ thiết lập được cái thế mạnh ở trong giai đoạn đầu game thì họ sẽ rất dễ chơi ở giai đoạn giữa. Họ đang nắm giữ một con xe với khả năng câu rỉa rất tốt. Và đội hình của đối thủ nếu như muốn ít nhất tạo được những pha lật ngược họ phải tràn cho họ đánh. Và liệu họ tràn nổi không nếu như cái bẻ cong không dây được đặt ra, và một con Rakan với chiêu cuối của nó nữa, nó sẽ khiến cho bên phía của BOG một phần đó sẽ hạn chế đi những pha la vào của mình. Thì như vậy, việc tạo ra những khoảng cách lớn sẽ giúp cho Deadly sẽ càng ngày càng mạnh hơn, và họ sẽ càng ngày có thể dễ dàng lấy được những công trình và những mục tiêu lớn hơn. Và cái đội hình WWE này đánh xoay quanh những vị tướng carry của họ khá là hiệu quả nha. Bạn thấy con Virgo cùng với Rakan không nhất thiết phải băng vào, tại vì khởi đầu của họ đã có cho mình đó các bẻ cong không gian dựa trên đối phương và sát thương gây máu từ phía ngoài, hoặc là Aphelios tấn công người của đối phương. Rồi nếu đối phương băng vào thì bên phía kia những tướng sẽ phải băng vào, Hecarim sẽ phải lao vào, Akali cộng với là Quen cũng cần băng vào. Thì bạn có Rakan đứng ở gần để có thể có được hiệu ứng khống chế mang lại, xuất hiện hoành tráng, bộ pháp thần tốc, điều nghĩa tiếp viện để có thể câu kéo thêm thời gian. Và bay sang đứng cùng với là Rakan thật ra là những cái hiệu ứng khống chế mang lại rất là hiệu quả. Nếu chỉ cần một người bị hạ gục mà thôi, thì việc mà dùng cho mình được cái nội tại tâm lý tối cao đến từ bay sang giúp cho anh ta có khả năng đổi sát, và khi đó lượng sát thương gây ra từ những tướng kia cũng là khá nhiều nha. Thì cái ván đấu này là ván đấu tôi cảm giác rất là khó cho BOG. Việc mà lựa chọn đội hình như thế này
họ rất là khó để vận hành như cách mà đấu trước. Bạn thấy rằng đội hình của họ có thể gọi là dễ chơi, nhưng những pha trận họ làm là không tốt. Đúng thì đội vậy. Hình ván đấu này họ lại còn gặp những sự trở ngại nhiều hơn. Và cái ván này là ván đấu đòi hỏi là bạn phải đánh kết hợp với nhau tốt nha. Tại vì bộ ba cánh trên phải đánh kết hợp với nhau tốt thì bạn mới dễ tạo ra những khoảng trống cho xạ thủ chơi. Chứ nếu như chết lạc đạc như vừa rồi thì một hồi là không thể nào chịu nổi cái nhiệt được tạo ra bởi đến từ W đâu. Tại vì đội hình này có W, thật ra mà nói có một cái điều là họ không đòi hỏi quá nhiều về mặt kỹ thuật. Một con Vega đó khi quăng cái R là xong, là sau đó là cứ thả Q rồi thả đúp để che chắn cái khả năng tẩu thoát của đồng đội mình mà thôi, hoặc là quay trở lại đánh mà thôi. Nó sẽ duy trì được lượng sát thương khá là dài. Nếu tương tự giống như thế với cầu sáu con cổng cho tóc, tức là nó không đòi hỏi bạn phải bay nhảy cái gì hết trơn đội, bạn chỉ cần có được những tình huống xử lý chính xác ở trong những pha quyết định, nó sẽ giải quyết được gần như mọi vấn đề ở trong ván thi đấu này. Và BOG nếu như họ có được một giai đoạn đầu thuận lợi thì họ sẽ có thể gây khó dễ nhiều hơn. Còn không bước vào giữa ván, Doubly mới là đội có thể có được nhiều những cái lợi ích hơn dựa trên chất tướng mà họ đang nắm giữ. Ván đấu này thì cả hai sẽ trở về những cái điểm thông thường, chính là nhịp được chết người dành cho Bokko. Trong khi đó thì Stay chọn cho mình đó là cái sản xuất tấn công cũng rất là quen thuộc mà thôi. Ván đấu trước thì Bokko chạy một đích chiến thần tốc để khả năng của ta gia tăng. Ván đấu này thì nó cần lượng sát thương tốt hơn. Khi đó khu vườn trên thì Fritz đang làm rất là tốt với lính của anh ta nha. 12 lính sau 2 đợt lính, đó là ăn được lính chọn chỉnh cho bản thân của anh ta. Ở khu vực đường dưới cấp độ 2 có trước đến từ cái Doggo lượng creep giúp cho khả năng đẩy đường của tấn công lửa hơi xoay trúng vào người của Stay, kéo được lượng máu khá tốt. Xuất hiện hoành tráng một cái hồi máu bắt buộc phải được bật án tử đang chờ đợi sẵn. Án tử đã lấy tóc biến hay chăng, án tử trúng vào người của hỗ trợ và Kiriyam đang phải mất rất nhiều máu. Một cú tóc biến bắn phát nữa và đó là chiến đấu đầu cho Doggo. Trụ bắn nhưng không chết, tóc biến bắn được súng tiên lý với tốc độ khá là dài. Stay đang chuyển sang thành dạng súng huyết tinh để có hồi máu. Và đó là một đối một với người lỗ khoan, đường trên có đánh nhau. Và đó là pha tham gia trao tay đến từ Bay Sang, gõ đi thẳng vào nơi mà Bay Sang đang đứng. Bay Sang đang muốn tiếp cận, W tốc biến và sẽ là mạng gục dành cho các thành viên của W. Ván này đang sáng hơn khá nhiều. Những pha trao đổi mạng, đặc biệt khu vực đường dưới đó là pha trao đổi mạng. Tôi nghĩ là W họ có thể hài lòng bởi vì người chết lại là người có địa chỉ công đầu đó Doggo. Ý định đánh không cho Stay thở luôn, đang định đánh không cho Stay đẩy được vào bên trong tường. Và Creep đang muốn gọi là phải cuối nhưng có lẽ chứ không thành và Creep nằm xuống. Tay có được mã gục thứ hai trong ván thi đấu này. Một pha mà tôi nghĩ rằng Doggo đã có tình huống xử lý cái này nó không thật sự cần thiết. Ta tính toán về đường dài được lính vừa rồi đẩy vào, khi mà cái đây da rất là thấp máu ta sẽ bắt buộc phải lui về với việc có thấp máu như thế. Còn bây giờ thì quen ta đang bị giữ trong cái bãi có không gian tạm thời là lui ra được, nhưng trừng phạt của ta không có sẽ phải cân nhắc khi ăn cho mình nó con cua này. Bây giờ thì không ai di chuyển ra, cua sẽ có dành cho phía của quay mà thôi. Nhưng lên khu vườn trên thì mắt được cặp đến từ Brett, ta bắt buộc phải lui về tình huống này. Tốc hành đã không còn. Một pha tấn công tối thì bị bia ở khu vườn trên khiến cho đối phương bị hạ gục và anh ta không mất cái gì cả. Tóc biến của ta vẫn còn. Và bây giờ mình xem lại tình huống ở khu vườn dưới. Đây là pha lính đang đẩy ở từ phía BOG. Bạn hãy nhìn lượng máu của họ đang lợi thế. Đối phương không dùng cho mình ra thiêu đốt sớm mà khi dùng thiêu đốt đến từ phía Creep cộng với lại cái đó là Doggo tấn công cây đa da. Bạn hãy nhìn, nếu như họ không cần dứt điểm đối phương pha này, Doggo không cần tóc biến. Bạn hãy nhìn, họ đẩy được lính vào, đối phương không có rừng ở khu vực đường dưới, bắt buộc cho Stay phải lui về. Tay sẽ mất được lính rất là lớn ở khu vực đường dưới. Kedaya cũng không phải là khu vực dưới để hỗ trợ được nữa. Thì khi đó chắc chắn Kedaya và Stay sẽ thua thiệt sau Doggo. Nhưng còn bây giờ một pha Doggo ta tóc biến đổi mạng như thế, Stay là người ăn điểm hạ gục. Sau đó thì quay cộng lại cả Creep, hai người muốn xuống khu vực đường dưới muốn một pha hạ gục thành công được Stay, nhưng Kedaya di chuyển ra hỗ trợ kịp thời. Vào pha băng trụ thất bại, hai điểm hạ gục dành cho Stay. Một cái sự chuyển biến rất là lớn đến từ một quyết định đến từ Doggo mà thôi. Đúng là như vậy, và với tình huống mà Doggo nằm xuống cộng kèm thêm việc là vừa rồi Chris cũng nằm xuống, nó khiến cái tình huống chiến công đầu đến từ Doggo nó không mang lại ý nghĩa. Đó là 600 rơi thẳng vào tài khoản của Stay, đó là 600 so với lại 400 chiến công đầu đến từ Doggo, một trong những lượng tiền đã giúp cho Doggo có được cái bó tên ánh sáng. Nhưng ngược lại thì Doggo lại có thêm một cái lượng gia tăng khá nhất định dựa trên cái đôi giày. Còn trong khi đấy thì Stay chuyển sang thành cái bình hồi phục. Và cái quan trọng là Stay anh ta ở lại ăn được lính được, trong khi đó Doggo phải rồi anh ta bị hạ gục, anh ta mất kinh nghiệm được lính. Bạn thấy rằng quay cấp độ 4 với Stay cấp độ 3 cho Doggo mà thôi. Quay muốn xuống khu vườn dưới để hỗ trợ được lính này thật ra rất là khó cho ta hỗ trợ thành công. Và thậm chí là Bay Sang đi ra sau lưng để có thể đảm bảo rằng Stay ăn lính thành công. Đó là sự khác biệt đến từ một quyết định mà thôi. Vì nếu như những quyết định chính xác đến từ bên phía của Doggo, nó có thể mang lại cho ta lợi thế rất là lớn. Nhưng câu chuyện là một
sự mạo hiểm đánh đổi với việc là bây giờ ta đang thu được khu đường dưới, tính đẩy vào khá to như vậy, tốc biến của Tucker không có, họ bảo Tucker không có bay sang ghép lực khu đường dưới và thêm cái tình huống di chuyển từ sang để muốn xuống sức khu đường dưới, nhưng chắc có vẻ là họ muốn ăn con rồng mà thôi, tại vì bây giờ rồng ra ăn con rồng giúp cho họ có được lực lợi thế về mặt kinh tế khá là hiệu quả. Với tôi nghĩ bây giờ WWE chỉ việc đánh xuống đường dưới, tại vì cái cánh còn lại chỉ cần farm, tức là đường giữa với đường trên chỉ cần farm và không có bất cứ một áp lực gì có thể tạo ra để khiến cho cặp đôi này không farm nổi cả. Với một grid nếu như không có sự hỗ trợ đến từ rừng thì những cái xe chỉ lượng kim của grid nó sẽ rất hạn chế, còn đường giữa vô với cái xe cái sát chiêu hoàn hảo của mình, nhưng cái bể công không gian của xăng nó trở thành cái thứ khoảng cách gây khó dễ mà Fofo không thể nào tạo ra bằng một cú all-in của mình được. Chứ kể là anh ta mang theo cái chinh phục nữa, nếu như trái hít mà nó không đảm bảo được dài, không hồi phục nổi thì cũng hơi khó chơi. Đang nhắm lên thẳng lên khu vực đường trên, tóc Bill ra là người được nhắm, nhưng Bill vẫn có thể quay trở lại và bỏ chạy. Anh ta sẵn sàng cho một pha đánh nhau 3 đánh 3 ở đây, với tâm thế là Bridge vẫn chưa thể nào có thể chạy ra với những người đồng đội của mình. Bill có khả năng hồi phục cho nên anh ta có thể thú qua rồi, anh ta hỗ trợ cho trên phía của bê sản của mình con cua, tại vì nếu như đối phương có khoảng trống ăn cua rất là chạy từ quay mà thôi. Thì đó là pha quay anh ta mất thời gian tấn công mọi người của Bill, cho nên quay cũng không mang lại được điều gì cả, anh ta bắt buộc phải lui về tình huống qua rồi. Bây giờ thì hướng lên khu vườn trên chỉ để đảm bảo sự an toàn mà thôi. Những cái khoảng trống mở ra khu vườn trên vừa rồi, Bill anh ta không áp lực người của Brett. Brett đang ăn lính khá là tốt khu vườn trên nha. 46 rồi 53 một lần nữa khu vườn trên, bây giờ thì Brett hơi thu phục một xíu sau là Bill. Ở khu vực đường dưới thì cái ngưỡng trang bị như thế này về cơ bản Dogo vẫn sẽ nhỉnh hơn một xíu, nhưng về cái lượng tiền tổng thì Stay đang làm tốt hơn một xíu thôi. Dogo ta đang có được lượng lính tốt hơn cho nên ta đang có lượng tiền nhỉnh hơn thôi. Dogo Stay với cái bỏ tên ánh sáng của mình mà cộng kèm thêm nữa, có một cái đặc biệt ha, tức là Stay chơi rất là máu ở trong cái ván 2 này. Thường chúng ta thấy là sẽ là một con Aphelios dày nổ trước, nhưng Stay ngày hôm nay rất dứt khoát với bỏ tên ánh sáng định Owen và kêu gọi sự hỗ trợ từ Dubai sang. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Ôi, quay trở lại với sát chiêu hoàn hảo, có kêu gọi sự hỗ trợ, đó lý do tại sao Fofo tự tin tới như vậy khi đối thủ không còn bẻ công không gian nữa. Pha tôi nghĩ anh ta là pha rồi ăn lính thôi. Anh ta ăn tôi mình nghĩ nó ba bốn con lính đang theo dõi được lính nên để vào trụ vừa rồi, chúng mày để vào trụ của anh ta vừa rồi thì về cơ bản đối phương không còn bẻ không gian nữa, cho nên cũng không có khả năng giữ chân đối phương, chỉ cho anh ta lại bước lên phía trên cũng rất là dễ hiểu mà thôi, có thể dọn lính kéo máu đối phương một phần. Trong khi đó khu vườn trên một lớp giáp trụ được dành cho phía Bill giúp cho anh ta có thêm lượng tiền. Ở khu vực đường giữa thì Kadeja không lại bay sang di chuyển ra hỗ trợ cho sang đẩy nhanh để có thể có tình huống di chuyển ra khu vực hàng sứ giả. Bây giờ thì Stay đang ở khu vực đường dưới có cho mình đôi giày cuồng nộ. Trong khi đó phía này thì ba thành viên WWE di chuyển ra khu vực hàng sứ giả dưới sự hỗ trợ của khu vườn trên. Bill sẽ đẩy nhanh hơn so với lại Fred và ta di chuyển ra khu vực hàng sứ giả khi bây giờ là nhiều người hơn cho WWE. Bill bắt phải bỏ mà thôi. Đúng là như vậy, họ không có cách nào để có thể đánh nhau ở ngay giai đoạn này cả. Ripley ở một cái thế rất đẹp ở nửa cánh trên, cộng kèm thêm việc cái sát chiêu hoàn hảo đến từ Vô nó hết rồi, nó khiến cho cái góc đánh đến từ BOG nó đang rất hạn chế và họ bắt buộc phải buông bỏ cái mục tiêu đầu tiên của ván đấu, đó chính là con sứ giả. Nó thẳng ra họ bỏ mất hai mục tiêu, đầu tiên là con rồng, thứ hai là con sứ giả, nó đều rơi hết vào tay của Ripley. Một cái việc cánh dưới nó lủng khá là sớm như này đang khiến cho nửa cánh trên đến từ BOG không có nhiều sự phục vụ lắm của Quay. Quay rất muốn, tức là Quay rất là muốn đánh ra cánh ngược, nhưng bởi vì Dogo đang có những sự thiệt thòi nhẹ ở khu vực cánh dưới cho nên ta chưa thể nào có thể đảm bảo được 100% yên tâm để có thể giúp cho cả Vovo và Bridge có được những góc trống để ít nhất là trong giai đoạn hiện tại bọn họ sẽ có thể kiếm được thêm những mạng hạ gục. Nhưng vẫn phải nói là đây vẫn đang là ngày thi đấu mà Vovo thi đấu quá tuyệt vời. Một con Agali đi với lại con Vega và từ nãy giờ chúng ta thấy rất rõ ràng Vovo đang farm hơn. Còn Bridge thì đang muốn Owen bị gõ văng ra, nhưng nếu như xe chỉ luồng kim trúng thì có thể quay trở lại đánh được. Đang cắt, đang tích xe chỉ luôn kim, xe chỉ luôn kim trúng, BB mất tóc biến, Brit cũng hết cắt rồi. Và đặc biệt xe chỉ cũng hết luôn. Nó khiến cho pha win đến từ Brit nó không mang lại nhiều hiệu quả lắm. Đó là con tóc biến từ đối phương của pha, nghĩa rằng không phải là lỗ trong phía của Brit. Nó mất một phải hỗ trợ, đối phương mất phải hỗ trợ. Nhưng cái điều quan trọng chính là đối phương mất tóc biến. Tốc hành thì sẽ hồi nhanh hơn một xíu. Còn bây giờ thì nó sẽ mở ra cơ hội khu vườn trên cho Wayway. Hướng đến khu vườn trên thì đối phương không có tốc biến, thì cái lượng sát thương đến từ Wayway và thêm cái là Brett sẽ có cơ hội trên phía của BOG. Nhưng Bill đi về nhà mua trang bị trở lại rất là nhanh khu vườn trên. Có cho mình rất là cái búa gỗ và thêm cái đó là cái khúc chim. Lên cho mình là búa tiến công đầu tiên được trang bị, đáng hiện tại thật ra khá là hot khu vườn trên. Với khả năng đẩy đường tốt, với khả năng chống chịu tốt khu vườn trên, nó giúp cho phía Bill sẽ có được thêm nhiều cái khoảng trống và nhiều thời gian giúp cho khả năng đẩy tốt hơn. Nhưng cái lượng sát thương cây máu của ta cũng sẽ bị hạn chế đi phần đó khi mà không có sát lực, không có được cho mình đó là cái trang bị huyệt đao, thêm cái đó là lượng thời gian hồi chiêu từ cái búa chiến cầu phiêu nó cấp cho mình đó mua ra mana là như vậy. Và với việc đang là những áp lực ngầm đến từ cả WWE ở khu vực đường trên, đây có rất nhiều vấn đề Riz chưa thể nào có thể khai thông được. Bill thì
thực sự mà nói với cái ngưỡng trang bị này đang khiến cho BBL rất là thoải mái. Anh ta không đóng cái đau hung tàn. Anh ta quyết định là nó thiên hướng về việc giảm thời gian hồi chiêu nhiều hơn tí. Và đây là quyết định hiện tại nó đang khá là đúng. Và nó cứ liên tục hồi, nó giúp cho BBL từ nãy giờ luôn luôn có những cái áp lực đẩy. Và tới cái cầu sấm suốt, nó tạo ra một khoảng cách lớn này càng ngày càng nhiều hơn so với lại biết ở phía bên kia. Không đường giữa có một tình huống di chuyển từ cả Crip lẫn là quay, nhưng đây là một pha mà bị giữ lại đến từ bên phía của quay bị kéo một lượng máu nhỏ của Sang. Sang không gặp quá nhiều áp lực. Lượng farm của anh ta thì vẫn đang thua thiệt hơn một xíu so với lại phía bên kia, nhưng bây giờ móc trúng thành công mọi người của Kedaya, anh ta tạm thời lui về dưới sự hỗ trợ của Bay Sang. Sứ giả có trên người của WE. Những cái điều quan trọng sẽ thả ở đâu đây? Lượng tiền hiện tại chênh lệch đó là 1.000 tiền cho WE, họ đang nhỉnh hơn về việc có được cái lượng địa hơi cũng tốt hơn. Ở khu vườn trên thì vẫn đang farm tốt dành cho Biu Biu. Ta hơn một lý áp trụ, ta đang farm tốt hơn đối phương, rồng 2 của đấu vẫn đang thuộc kiểm soát đến từ phía WE. Nhưng quay bỏ rồi. Vẫn đang là những dấu hiệu cực kỳ tuyệt vời đến từ các thành viên của WE. Búa tiến công đã hoàn thành xong sau khi cuốc chim và cả búa gỗ đều đã có. Nó sẽ giúp cho BBL một phần nào đó có thể tiếp tục cải thiện cái khả năng trụ đường của mình ở khu vực cánh trên này. BBL cũng đang hiểu được cái vấn đề đó mà. Vì có được cái búa tiến công sẽ giúp cho anh chàng rất tự tin, không có sẽ chỉ luồng kim. WE vẫn đang gặp nguy hiểm và BBL cũng đang gặp trong một tư thế hơi khó khăn để có thể sống. Sẽ chỉ luồng kim trúng liên tục sát chiêu hoàn hảo và đặc biệt là phi tiêu năm cánh để giúp cho Fofo có được mạng trong tình huống vừa rồi. Pha lên khu vườn trên hợp lý đến từ Fofo với sự hỗ trợ từ Wayway. Sẽ là bạn đến sự hỗ trợ từ bên phía Red. Bây giờ là khu vườn trên Sang và cả Bay Sang tấn công vào có sự hỗ trợ Wayway. Và ngay lập tức người đang phải bỏ chạy đó là Sang. Wayway đang là người lùi ra. Và Bay Sang không có góc để có thể thả sứ giả khai đức lên khu vực đường trên này. Có lẽ như sứ giả khai đức là nơi đẹp nhất nếu như được thả lên khu vực đường trên. Nhưng đang có một số yếu tố nhất định và đặc biệt BBL mới chết xong. Nên nó khiến cho anh chàng này đang gặp khá nhiều bất lợi. Sứ giả được thả khu vườn trên để giành được lượng tiền cho Sang. Bây giờ cả hai người cùng đẩy. Fofo Press sẽ là người phòng ngự có được hay không đây, khi mà bây giờ khả năng tấn công đến từ Sang cả Bay Sang vẫn có mà thôi. Nhưng có thêm quay lên phòng ngự, không muốn tấn công thêm nó một cái giáp trụ nữa, nhưng vừa rồi thì không kịp, chỉ là hai cái giáp trụ mà thôi, lượng máu của trụ chỉ còn một ít mà thôi, nên đánh thường một phát trừ thêm 160 tiền cho hoặc là Sang hoặc là Biu Biu. Nhưng đây là pha có xuất hiện cây đại gia, một pha đi vào rất nhiều ý đồ tới Liwi. Nó mở ra các khoảng trống dành cho phía khu vực đường giữa, khi bây giờ BBL ta di chuyển ra khu vực đường giữa ăn cho mình thêm một lượng tiền kịp hay không đây. Như vậy là kịp dành cho BBL 4.600 tiền một lượng tiền, thì tính ra là khá tốt BBL nha. Đúng là như vậy, và việc tập trung rất nhiều vào cái búa tiến công nên khiến cho BBL có được một tí xíu sự trao bò nhất định. Sau đó các bạn tôi ngỡ như là BBL sẽ có thể muốn gia tăng thêm lượng sát thương của mình. Và đáng tiếc thay bây giờ điều mà BBL đang muốn đó là một đối một, anh ta đang muốn 1-1 với lại đối thủ phía bên kia mà thôi, và dựa trên cái búa tiến công này thì BBL sẽ có thể làm được chuyện đó. Vẫn đang là khả năng farm lính rất tốt của BBL, mặc dù anh ta vừa mới nằm xuống ở khu vực đường trên, nhưng nó không phải là mạng dành cho Bridge, cho nên là cái kèo thi đấu này vẫn đang được làm chủ bởi BBL. Một ván đấu cũng khá là chậm giữa hai bên, khi mà BOG họ vẫn chọn đội hình giai đoạn về sau. Và đó bạn thấy rằng với Akali, với Quen thì đây vẫn là nhiều vị tướng giai đoạn về sau có khả năng nhất kích tất sát rất là tốt, khả năng tìm kiếm mục tiêu như xạ thủ của đối phương, bạn có được cái lượng sát thương dồn rất là hiệu quả. Và trong khi đó thì BOG với việc là đội hình của họ chọn vị tướng tay ngắn như thế, thật ra đi đường khả năng không phải là quá dễ dàng. Có khu vực đường giữa thì Akali cũng không làm tốt, nhưng mà khu vườn trên thì không thể tự break. Trong khi đó bên phía bên kia thì khả năng kiểm soát mục tiêu tốt với từng phía Dolly, họ mang là những lợi thế giúp cho họ có lực lượng tiền nhỉnh hơn so với đối phương. Họ hơn về lượng giáp trụ, họ hơn về điểm hạ gục, nhưng mà khoảng cách về tiền hiện tại chỉ là khoảng hơn 1.000 tiền thôi. Đấy không phải là con số quá lớn, mà thấy rằng các khoản farm bắt đầu vẫn tốt hơn từ phía BOG. Top goal lại nhỉnh hơn một xíu so với lại stay vào khu vực đường giữa, thì về cơ bản Fofo lại có được cái chỉ số farm ít nhất là cân bằng hoặc là nhỉnh hơn so với là Sang. Cho nên đây là cái điều mà phía BOG làm tốt trong những ván đấu của họ. Mục tiêu có thể không ăn được, nhưng farm lính luôn luôn làm tốt hơn. Cũng là như vậy, và vẫn đang là một khoảng thời gian khá yên bình, nhưng trong sự yên bình đó nó vẫn sẽ có chút xíu sự lo lắng đến từ các thành viên của BOG. Giai đoạn mà khi Jay nó đã hoàn thành xong được cái món trang bị ít nhất là trong giai đoạn này nó vẫn chưa là mức độ nguy hiểm nhất, nhưng khi BBL đã hoàn thành xong được cái nguyệt đao rồi thì cái đó khả năng gây sát thương của BBL sẽ rất đáng để với những pha cầu sấm ở cổng giao tóc của mình. Tạm thời trong khoảng thời gian này để có thể đáp ứng nhu cầu về mặt khoan, đó là cầu sấm rất rác và đã khiến cho Wayway phải bỏ chạy ngay lập tức. WE đang là đội đánh trên cơ hoàn toàn so với lại BOG, trong khi đó BOG phải dựa vào những pha giao tranh nhiều hơn. Và đội hình này của BOG không có khả năng phòng ngự lính dưới trụ. Lính đẩy vào, Akali không di chuyển ra phòng ngự được. Lính đẩy vào, còn Hecarim chỉ thể đứng ra từ phía bên hông để thay phá mắt mà thôi. Và con Quen cũng không làm được điều đó.
Trong khi đó thì khoảng trống khu vực đường dưới thì Doggo tấn công được nhất khu vực dưới, mang lại một lượng tiền nho nhỏ dành cho phía của BOG. Nó giúp cho anh ta có thêm một lượng tiền, cũng nâng cấp được trang bị là ổn mà thôi. Nhưng cái vấn đề quan trọng là bây giờ nếu như W di chuyển chung với nhau mà đẩy, họ khả năng đẩy đường rất là dễ dàng, họ có thể khép bóng đối phương mà bẻ có không gian đến từ con Vega, kéo máu từ phía ngoài đến từ con Jay. Và những vị tướng tầm tay ngắn như thế này đang là một cái vấn đề đến từ phía BOG khi mà họ không có khả năng farm đến dưới trụ. Là như vậy và đang có một số vấn đề nhẹ dành cho các thành viên của BOG. Còn ngược lại BOG thì cứ ngỡ như hai mạng gồm sẽ giúp cho Stay có được một thế đẹp ở khu vực đường dưới, nhưng cuối cùng anh ta mới là người bị mất trụ. Anh ta mới là người bị mất trụ khi mà đường giữa và đường trên đang có được những điều tích cực, đặc biệt là khu vực đường trên khi BOG vẫn đang farm rất tốt và ta đang chuẩn bị hướng tới những cái ngưỡng trang bị về khả năng gia tăng thêm lượng sát thương dựa trên cầu sóng và cổng gia tốc của mình. Thì còn lại các cánh BOG bất lực hoàn toàn. Nhưng cuối cùng thì bỗng nhiên đâu đó có một điểm sáng dành BOG, đó là Doggo lại là người có được cái trụ đầu tiên khu vực cánh dưới. Trong thế mà trước đó ta là người nằm, một phần lao vào đánh hay chăng vẫn đang chờ đợi bẻ công không gian giống mọi người. Rick nhưng Rick vẫn còn đó. Ui lao vào luôn, tôi vẫn không hiểu lắm. Đến từ quay và ta sẽ nằm xuống mà thôi. Lao vào đến từ Rick, nhưng liệu ai là người hỗ trợ đam đây? Fofo đã thấy được đi rồi. Ta mới là người phải nằm. Rick đang muốn cắt tiếp mà ta thấy được sang, nhưng Rick quá đơn độc và ta sẽ bị dứt điểm mà thôi. Một ván đâu, thật ra hai ván rồi. Quay có những pha lao vô mà không hiểu nổi. Về cơ bản thì đội hình của anh ta, đội hình rất là khó làm có thể hỗ trợ cho anh ta. Như nó đây là đội hình mà bạn không có hiệu ứng khống chế, có thể cộng dồn vào. Một mình quay lao vào, sau đó thì chắc thường tiếng ngoài là không đủ. Và Fofo có một pha mà anh ta không kịp dùng cho mình, đó là sát chiêu hoàn hảo. Anh ta có thể lao vào với lượng sát thương rất là nhiều, nhưng mà sát chiêu hoàn hảo không được dùng. Thế là lượng sát thương mất mát rất là lớn cho BOG. Bạn hãy nhìn đây, phía cuối khoảng sẽ thành công được đó là Shang. Nhưng mà muốn dồn vào hoặc tấn công vào đó là Shang, nhưng phía cuối ở lượng máu của rất là nhiều thì nó không đủ sát thương. Những cú cắt khá là rác, nhưng Fofo ta không kịp dùng cho mình, đó là cái sát chiêu hoàn hảo. Chúng ta bị dồn vào khá là nhiều. Ví dụ cho mình nó có bơm khói vừa rồi, cũng chỉ câu thêm thời gian ngắn mà thôi. Thì một pha ranh mà phía của BOG họ thiếu một lượng sát thương rất là lớn đến từ phía những người chơi quan trọng. Trong khi đó bên phía bên kia thì việc mà họ đứng chung lại với nhau, cho nên cái sát thương có thể chia sẻ ra khá là dễ dàng. WWE có một pha tranh thắng lợi, bây giờ họ hơn đối phương con số đó là hơn 3.000 tiền. Đúng là như vậy, và với việc hơn tiền như thế này sẽ giúp cho WWE sẽ dễ dàng chơi hơn mà thôi. Đang chuẩn bị bước tới giai đoạn giữa của ván thi đấu, và hãy nhìn vào những gì mà cái thành viên WWE đang có. Bỏ qua chuyện là Stay đang thi đấu không tốt đi, khi anh ta đang thăm thua đi, thì những cánh còn lại vẫn đang là những dấu hiệu rất tích cực. Với một bay sang, với một sang, với một BBU hoàn toàn đang có được những ngưỡng trang bị theo thiên hướng gây sát thương. Và chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thì BBU sẽ hoàn thành xong cái nước mắt. Và thời điểm đó khi mà cái kiếm Anamun đã có được thần kiếm Anamun, lúc đó BBU sẽ đảm nhận một trọng trách rất lớn về khả năng gây đam của mình. BOG thì đang bị bất lực, họ chưa thể nào có thể tìm được những tiếng nói chung cho nó pha giao tranh. Đặc biệt là khi mà Brit vẫn chưa có được cái nanh Naso thì khả năng gây sát thương của con Quen này nó vẫn chưa đạt tới mức độ gọi là tối thượng lắm. Và cái từ nãy giờ Trogo anh ta cũng liên tục cho mình nói chiêu cuối ở một thời điểm rất là sớm. Ta dùng cho mình nói chiêu cuối khi đối phương còn một lượng máu rất là nhiều. Ta dùng cho mình nói chiêu cuối để có thể có những tình huống mà gọi là muốn cướp lại mục tiêu, ví dụ như mùa đỏ hoặc mùa xanh chẳng hạn. Thì trong cả hai ván đấu nó cảm giác là chiêu cuối Trogo nó không mang lại sự hiệu quả lớn. Và ví dụ chiêu cuối sớm như thế này thì nó rất là thiếu sát thương dành cho phía BOG. Bây giờ thì đang chia ra các cánh để farm đến từ BOG mà thôi, nhưng không có khoảng trống ở khu vực dưới để quá cao như thế này sẽ rất là nguy hiểm cho họ. Ba rồng đã có cho WWE rồi nha. Với cái rồng công nghệ như thế này thì sức mạnh gia tăng rất là đáng kể cho WWE. Và BOG thì họ sẽ làm như thế nào rồng tiếp theo đây? BOG vẫn đang là đội hiện tại đang gặp rất nhiều bất lợi với cái sải tay ngắn của họ. Với nhiều tay ngắn như thế này thì việc có thể uy hiếp vào những công trình của đối thủ đã tương đối khó. Trong khi đó WWE họ đang bắt đầu hướng tới được giai đoạn mạnh đến từ đội hình này, và chưa kể đến khả năng phòng thủ của họ nó cũng không hề yếu kém tí xíu nào cả. Đó là một cái đồng phục cát trên người của Sang cộng kèm thêm cái bẻ công không gian nữa. Việc Sang sẽ liên tục có những cú wheel, có những cú đúp, nó sẽ khiến cho bên phía BOG một phò đó cũng sẽ ngại lao lên tấn công. Vừa rồi là một trong những bằng chứng rất rõ, mặc dù không có bẻ công không gian, nhưng mà pha lao vào đến từ quay cũng không thể nào giúp cho đội hình đến bên phía BOG có thể làm được gì trước những áp lực ngầm mà WWE tạo ra. Tôi nghĩ nếu như mọi chuyện cứ như diễn ra như thế này thì hơi khó cho BOG có thể tìm được những tiếng nói chung trong những pha giao tranh lắm, với cái khả năng cắt lẻ quá tốt đến từ WWE đi. Đây kỳ này Lan muốn đánh tiếp và nhắm vai Kideya đã mất đi cái xuất hiện hoành tráng, quay đẩy được hỗ trợ về sát thương dùng người Kideya sẽ nằm xuống bóng mai kỵ sĩ. Sau đó cố gắng bỏ chạy và đồng pha lao vào bằng sẻ chi luôn kim, và ngay lập tức bay sang phải mất tất cả mọi thứ để có thể sống. Tay đang bị đeo bám, ta có thằng hoa luôn, ta đã bắn liên tục, nhưng Sang thì phải sử dụng đồng hồ tên lửa để khiến cho tay bị giao giao tranh, và người sẽ bị giữ lại đó là Sang. Sang bất lực và Sang sẽ nằm xuống ngay chăng không. Tay là người nằm xuống trước, tiếp theo là đối đồng đội của Sang. Sang trong tình huống vừa rồi
một đối hai cho BOG. Đây là pha tranh mà họ canh cái góc tốt rất là hiệu quả để có thể khép góc thành công đối phương, một cái đầy dài nằm xuống từ rất là sớm và pha tranh mà anh ta không gây được quá nhiều hưởng khống chế. Một cái lượng tiền cộng thêm dành cho phía BOG, một pha tranh thắng lợi giúp cho họ mở ra cái trụ tiến khu vực giữa và con rồng sắp sửa ra. Một phút 30 giây nữa sẽ là cơ hội họ đã có cho BOG. Đây là pha tranh mà các thành viên W di chuyển chung với nhau và Hiếu Sang ở đây. Đấy là pha mà bạn thấy rằng bốn người chuyển chung với nhau, nhưng mất W từ Kedaya thì khá là sớm, sau đó anh ta bị đá ngược trở về khiến cho mình đó một phát thần tốc thì cũng bị hạ gục mà thôi. Và sau đó thì cái hiệu khống chế mang lại đến từ Hikaru lần này nó có được tác dụng, nhưng cái khả năng chống chịu đến từ con Vega mà thấy rằng đang khá là nhiều, bị giữ lại đến từ Sang bấm cho mình đó là đồng hồ, đặt cho mình đó bẻ con không gian câu được rất là nhiều thời gian. Cái điều là sát thương ngược từ phía ngoài từ Pew Pew và thêm cái đó là Stay nó không đủ chiếc điểm, thôi chỉ được một người nằm xuống thì nó cũng không phải là quá lợi thế dành cho phía WWE. Như sao chăng nữa thì hiện tại WWE họ vẫn đang nhỉnh hơn về người, xin lỗi là nhỉnh hơn về lượng tiền so với đối phương. Họ nhỉnh hơn con số đó là 3.000 tiền, con số hiện tại là vừa đủ cho WWE để có được lợi thế trước BOG. Như vậy, và với pha giao tranh vừa rồi thì cũng khiến một vò đó WWE đang bị gãy mất một khúc. Nhưng không sao, cái vấn đề lớn ở đây đó là họ chưa bị gãy hoàn toàn. Stay quyết định là lên huyết kiếm, kỳ này sẽ quyết định lên huyết kiếm. Nó sẽ giúp cho Stay có khả năng trụ rất lâu trong những giao tranh, cộng kèm thêm với cái cung phong linh nữa. Quyết định là tràn ra đánh nhắm vai đây, tóc biến nhắm Doggo. Doggo ngay lập tức có thể bỏ chạy với cung phong linh của mình. Dupli tạm thời đang bị ngưng động lại, họ vẫn chưa quyết định đánh tiếp. Họ định đánh tiếp, họ quyết định là sử dụng bẻ công không gian để nhắm vào người của Khiếp. Nhưng Khiếp đang cầu kéo cả hai bóng ma kẻ sĩ tung ra, và đó là giữ chân được khá nhiều người. Phía cánh này đang là xe chỉ luồng kim tung liên tục. Sang có được mà hạ gục đến từ quay, nhưng Phô đang cắt thôi, người quá tốt đi cô. Và Chris sẽ phải bỏ chạy sát chân khảo mang lại cho Phô mà hạ gục. Liên tiếp là những màn dành cho phía của BLG, nhưng Phô mất tóc biến để có thể thoát tay. Tóc biến lên bắn và có cổng kèm đó là làm chậm bởi bùa đỏ. Và khả năng đốt nữa nó quá rác đi. Dupli đã giành chiến thắng trong tình huống giao tranh vừa rồi với một màn hạ gục nữa, với thêm nhiều màn hạ gục nữa dành cho Stay. Con rồng sẽ được khai thác với Dupli mà thôi. Họ còn rừng, bên phía bên kia BOG không còn rừng nữa, cho nên rồng chắc chắn thuộc về cho WWE mà thôi. Đây là con rồng thứ tư của họ trong bài đấu này. Hai rồng công nghệ, một rồng gió, một rồng nước. Một pha tranh mà lạ hợp lần nữa chỉ cứu Doggo nó không mang lại tính hiệu quả. Và cái nguồn sát thương đến từ Stay vẫn được đảm bảo khi huyết kiếm của ta cho ta sống sót. Tình huống vừa rồi rất là dễ dàng. Khi đó thì Sang câu được rất là nhiều thời gian, mặc dù ta bị hạ gục nhưng ta có thể câu được đối phương bằng nhưng bẻ con không gian khiến cho Doggo không bước ra được phía ngoài. Phải hãy nhìn bản pha. Với Sang bị tấn công, chiêu cuối rất là đẹp đến từ cái cơ quay trúng được đó là bốn người của đối phương. Nhưng đây là pha mà chiêu cuối làm được nữa nó không chính xác từ Doggo. Nếu chiêu cuối chính xác mà hãy nhìn cái ngưỡng sát thương Kedaya và cả bay Sang, hai người có khả năng bị hạ gục. Khi đó Chris thì Kedaya có khả năng thoát được một pha trên và họ trả sát thương trở lại. Sau đó thì Stay được chơi và có một cú dùng cho mình, đó là cái súng hỏa ngục sát thương là quá nhiều tình huống vừa rồi. Về cơ bản Doggo vẫn có điểm hạ gục, anh ta vẫn xanh mà thôi. Nhưng đồng đội của anh ta thì không xanh được như vậy. Cái trang bị từ Chris bây giờ là quá hạn chế đi, quay quay thì cũng không phải là quá khỏe như đối phương đang Baron đến từ WWE. Và họ sẽ nỗ lực để có thể có cho mình được Baron với cái thằng Holland đang có trên người đó. Một cú án tử thành công, la vào bẻ công không gian được tung ra. Bay Sang cũng lao đến tấn công vào mạng Chris cho Bill, đó là bốn ma kỵ sĩ nhưng quá đơn độc. Quay 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 trở lại hỗ trợ và Bay Sang sắp sửa nằm. Rip cần một phát cắt nữa, ta sẽ chỉ được kịp tới dứt điểm được. Phô Phô cũng kịp làm một điều gì đó trước khi anh ta nằm xuống. Tay đang cầm xuống thiên lý và tên gọi là thằng Hà Lân. Rip một mình đứng chống chịu khi cái bẻ công không gian nó khóa anh ta và Doggo. Doggo đứng bên ngoài mà ngó đồng đội của mình chết bên trong cái vành móng ngựa đó. Dupli 13-8 và họ đang có một ván thi đấu thứ hai cực kỳ bùng nổ. Họ có được thêm cộng đồng công nghệ nữa. VOG đang thực sự đang đánh rơi phong độ của họ rất nặng trong ván thi đấu thứ hai này. Rất là khó cho quay quay thêm cái đó là Brett có thể câu thêm thời gian, thì việc trang bị của họ rất là hạn chế. Vừa rồi thấy nhiều quay quay người ta bán cho mình nó có vẻ khai sáng thì phải. Nó trở lại ở khu vực hang Baron vừa rồi, cũng móc an tử nó chính xác vào người của Sang. Sang người ta bị giữ lại nhưng bạn thấy rằng cái sự hỗ trợ cho Sang là quá nhiều đi. Cái khoảng câu kéo của người ta cũng là tốt khi người ta bị đối phương tấn công. Nhưng từ đó bạn hãy nhìn những người đứng chung lại với nhau, Sang né khỏi chiêu cuối từ Doggo, người ta bị dính cho mình đó là sát thương. Những chiêu cuối của Sang làm một sát thương cực kỳ lớn thời điểm hiện tại. Và việc mà Brett ta lao lên cho mình đó sẽ chỉ luồng kim lần thứ 3. Một lượng sát thương lớn của anh ta vào người đối phương. Những cái điều quan trọng là không có sát thương dứt điểm ở tình huống vừa rồi dành cho anh VKWG. Và cũng không có đồng hồ câu kéo cho Brett. Anh ta bị hạ gục trước sát thương đến tình VKWG. Và bây giờ thì những pha tranh từ nãy giờ W luôn luôn là người có được lợi thế. Với lợi thế này W đang trực chờ cơ hội để có thể lấy được con Baron. Con Baron mà họ đang bỏ dở một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng Stay đang không có được khẩu súng đẹp nhất. Phía bên kia thì BOG lại tệ hơn, họ không có góc để vô. Cái bẻ công không gian đến từ Sang đang chờ đợi kìa, cái góc hẹp đó làm sao mà chạy nổi. Cái bẻ công không gian được tung ra, quay quay đang đi lòng vòng, cái này là vạch móng ngựa thực sự rồi. Sẽ là Baron cho các thành viên của Billy, nhưng liệu họ phải trả giá hay không? Đây Kirija đang bị giữ chân lại, Creep đang tới để hỗ trợ. Ôi đó là bóng ma kỵ sĩ, khá nhiều người vô bắt đầu lao vào để múa xe chỉ luôn kim rất nhiều mục tiêu.
tay nằm xuống với cái skill hoàn hảo lần thứ hai. Baysen thì bắt ở phía cánh này, sang mất cả tóc biến. Baron còn cho ba người. Và liệu là Doggo vừa rồi muốn làm một điều gì đó, nhưng đáng tiếc thay là nó không đủ để tạo nên một địa chấn. Và BOG họ vẫn thất bại trong tình huống tranh cướp Baron, nhưng họ ít nhất là giao tranh vừa rồi cũng có những dấu hiệu sáng. Họ có pha mà khi đó phương đứng chụm lại với nhau mà quen quen có một tình huống dùng chiêu cuối trúng được nhiều người. Những cái điều quan trọng BOG họ làm được chính là có hai điểm hạ gục, nhưng sau đó thì bạn hãy nhìn WE cũng có được hai điểm hạ gục của bù lại Baron. Họ mất tóc biến thoát được trở về, nhưng với bù lại Baron giúp cho họ khả năng đẩy rất là tốt. Ở đây là pha bạn nhìn sát thương Concrete là khá tốt và dàn tuyến sau, thêm cái đặc hiệu khống chế dồn vào trúng được ba người của đối phương. Sát thương của Fofo cũng có nhưng anh ta bị giữ lại, và ta cũng kịp thời đỡ là một mạng với tình huống ra sát thủ của đối phương. Như vậy hãy nhìn sang tóc biến lên phía trên, cái đây giải thưởng trắng phía trên. Thì về cơ bản thì CW đang có được những cái lợi thế khá đáng kể, nhưng bây giờ bị giữ là thôi ai cứu cửa không về được, tức là cũng định đi vô để đấm một cái nhưng mà thấy con quen bước ra, con quen bước ra chính xác là như vậy. Tôi đang có một cảm giác như thế này, sang hình như là xài bẻ công không gian nó hơi bừa, tức là anh ta nên chắc chiêu cơ hội của mình nhiều hơn. Dù gì mà nói hết bẻ công không gian thì BOG họ sẽ tràn vô họ đánh ngay lập tức, cho nên chỉ cho tới cái thời điểm mà khi sang lên được cấp độ 16 rồi đó mới nói xong sử dụng bẻ không gian. Khi này nhắm người creep creep đã hết đồng hồ thì anh ta sẽ nằm vào thôi. Kiriya. Nhưng liệu Kiriya thì sao? Kiriya mất tóc biến trong tình huống vừa rồi. Đỗ bên đang đổi một mạng lấy một hỗ trợ, tôi nghĩ là W họ vẫn hài lòng. Dù gì mà nói thì chỉ mới là một cái tóc biến của Kiriya thì nó vẫn chưa đủ để có thể khẳng định W họ bị lỗ trong tình huống đó. Stay thì đang càng ngày càng khỏe hơn. Nhưng có một cái vấn đề là bây giờ cần phải có thêm trang bị thứ ba nữa, chứ cái huyết kiếm thì cảm giác như nó vẫn chưa đủ để gọi là lực dành cho Aphelios. Khi bạn đã có được món trang bị thứ ba đó là cái vô cùng kiếm nữa thì chắc chắn là xạ thủ của W sẽ có được một màn đả sát thương cực kỳ đẹp mắt. Với trang bị của Baysen thì anh ta có cho mình đã bố được sát thần thêm cái đao tiếng. Bây giờ Fritz anh ta câu thêm thời gian phía ngoài, sẽ chiếc đường kim vẫn còn nhưng ôi bị làm choáng rồi đi rồi. Và ngay lập tức nằm xuống, Quyết đã bị dứt điểm, đó là anh đang dẫn lối. Quyết án tử trúng vào một thành viên nhưng nó không phải là vấn đề lớn. Cái vấn đề lớn ở đây là với con rồng công nghệ nó đang giúp cho bên phía của W rất tự tin lao vào nỗ lực cho một tình huống giao tranh. Dứt liên tục, bay sang tìm cái mục tiêu lớn hơn, đó là cái trụ bảo vệ nhà lính cộng kèm thêm nhà lính hai cửa dành cho W một cách cực kỳ mãn nhãn mà thôi. 17-10, câu sắm lấy đi một lượng máu khá khá, dịch chuyển đến muốn từ endgame. Dịch chuyển đến từ săn thì phải, đó là dịch chuyển đến từ săn. Họ đang muốn endgame, họ nhắm vào cái trụ bảo vệ nhà chính thứ hai, một cú bóng ma kỵ sĩ nhưng nó không giúp được gì cả. Bẻ công không gian của săn bị hụt nhưng không sao cả, anh ta đang sẵn sàng đứng ở thiên trưng. Fofo không làm gì nổi, Stay đang được bắn thẳng vào bên trong nhà chính và sẽ là chiến thắng cho WWE. Đáng lẽ ván này nó sẽ có một cái sự khác biệt nhẹ. Nhưng sự khác biệt nhẹ ở đây đó là WE là đội đã có được lợi thế ngay từ giai đoạn đầu game chứ không phải là BLC. Vẫn cân bằng tỷ số một đều. Chúng ta đang có một cái giai đoạn là các đội đánh giá yếu hơn, luôn có những bất ngờ. Và thật sự đây là một bất ngờ rất là lớn. Cái đó là WE có cái ván đấu cực kỳ thành công trước BLC. Họ có được những cái lợi điểm, họ thể hiện tốt ở khu vực đường trên. Nhưng cái quan trọng chính là cái bước ngoặt trận đấu khu vực dưới bằng tình huống tốc biến từ Doggo. Nhờ nó, nếu anh ta không tốc biến giữ cho mình, đó là tình huống đối phương thấp máu, xạ thủ sẽ phải lưu về, tại vì rừng đang ở khu vực cánh trên mà. Xạ thủ mà lưu về mất được lính, mất kinh nghiệm, mất lượng tiền. Thì đó là cái khoảng cách chênh lệch rất là lớn giữa hai bên. Nhưng bạn tốc biến, bạn muốn đổi mạng để rồi sau đó hỗ trợ của bạn cùng với rừng cũng muốn pha băng trụ, và cái sai lầm rất lớn từ cả ba người cộng lại nó khiến cho ván đấu trôi tuột khỏi tay của BOG. Và đó là một ván thi đấu quá bùng nổ đến từ các thành viên của WE. Nó sẽ kéo trận đấu này qua tới ván thi đấu thứ ba, và chúng ta sẽ cùng chờ xem ván thi đấu thứ ba sẽ có những điều kỳ diệu gì đến từ WE hay không.